Tôi tính là nếu tới đó 1070 vẫn còn có giá. Tôi tính tôi build 1080 thôi. Ồ, ê, 1080 gì em build 1069 rồi ba. Ủa Quy đâu rồi? Sao Quy nó đứng yên luôn rồi? Ai biết nó đâu rồi. Ủa Quy đâu rồi Quy? Mặt xì nó luôn. Trong sai hai thằng á. Nghĩ có đồ bom gà không hả? Bom gà là sao? Đồ bom dán á. Không, anh Ash rồi còn xài bom dán không nội. Ủa Hiếu có mà xài bom dán không Hiếu? Muốn đục vô nè, anh đục vô. Ờ được rồi, em đục vô. Tại anh có cái cục bom Ash rồi, thường Ash đâu người ta đâu biết chúng bom dán gì ba. Cho nên giống như là cái vụ mà thơ mai mà bỏ bom bom lựu đạn vậy á má. Thì ad bỏ luôn cái bôi miệng dán này rồi. Đây nè, tao nè, tao nè, sao sao? Sao im re vậy ba? Mới đi vệ sinh vô, mới đi vệ sinh. Mới ra quay canh giùm anh ấy. Canh ở đâu? Không, ý là trên đây có thằng. Nghe tiếng không? Nghe đây. Đó. Ủa. Rốt cuộc là tụi nó đâu hết rồi. Ôi, chết mẹ. Ôi trời. Hình như trong đó có thằng á. Trời má, nó nằm rồi. Vô luôn đi. Chưa chết. Chưa nằm. Giờ nằm rồi nè. Ô, bên chạy đi. Nghe tiếng vô đi, nghe tiếng nhảy xuống. Chạy đi Hiếu. Ê. Đúng rồi, chạy đi Hiếu. Có một người chạy đi Hiếu. Không cần phải giết vô, Hiếu nó giết Hiếu mà không đi. Giết nghĩa đâu. Nó giết tao bà ơi. Vì nông cái tay. Nó đâu thấy tao đâu bà. Không thấy Hiếu cho hù không? Má cái bom nó nằm dưới mày đi theo tao làm cái gì? Ủa tao tính đi đường, tao đi trước mày nha mày. Đồ bắt trước xuống theo tao mày. Đồ bắt tao đi xuống không mày? Mày bị gì vậy? Tại sao mày không đi theo tao? Mày bị gì vậy? Hiếu tao đi lên mà Hiếu. Ôi dạ ai biết tao tưởng mày đi xuống. Hey, Hiếu tưởng bỡ rồi Hiếu à. Hả? Tao thả con cho mà nó thả hai lần mới ra con cho nó mày. Nổ không? Vô không Bèo? Vô nổ không? Hả? Vô nổ không? Nổ gì? Nổ nào? Cửa cho nó con mẹ. Con sai hết rồi. Có thằng gì hả? Nè nè, có thằng lầu 3 nè Hiếu. Đi rồi. Một thằng lầu 3 nè. Smoke. Không có ai hết nè. Mày bắn được nó không? Mày đợi nó nè. Cái này không có giỏi nó nào hết chưa rồi. Ủa ai nhắc nghe Discord vậy? Chạy một vòng lầu 3 nè Hiếu. Cho nổ banh xếp mặt lộn đi Bèo. Thôi. Nó sợ lắm, điện, nó ra quá, sao quá ta. Tao chạy qua chúng mày nè, đợi tí. Căn nha. Ủa, spot rồi ta. Đâu? Vậy đó bố mẹ. Đây là thằng thật. Rồi, ok. Smoke chết rồi hả? Cắn nó đi. Thì mấy chị em vòng nãy giờ, anh đéo thấy luôn. Bên đây nè. Trời má, bắn ngay đầu rồi, không dính. Kịp mẹ nó. 70%. Hay lắm Bèo, mẹ. Yokai nè. Yokai chết rồi. Ủa sao Ben chết rồi? Ý
Tự lết đi. Công, công hơi phía, công hơi phía. What the fuck man. Có lẽ biết lết hả thằng này mới. Mánh nó mới level 12 nó mới chơi. Trời ơi. Có thằng Echo này nè. Nó chạy ra cổng chính rồi. Echo chạy ra cổng chính rồi. Trời ơi. Tắt đi đây nè. Đọt chết rồi, thằng kia ngoài rồi. Bắn nó, bắn nó, bắn. Nghĩ ra đi hướng này rồi. Em canh cái... Đâu, nó chết hết rồi. Chết hết rồi, chỉ còn mỗi lần phiêu à. Kêu phiêu vô. Hai. Bỏ lộn nhầm thằng kia vô. Ê cô. Thằng phiêu. Mẹ nãy giờ. Ủa, cứ nghĩ qua nhà này chết nhau đi. Ừ. Ok. Sợ đục lỗ. Nó không có barricade lại đâu. Coi chừng phone kêu nha, coi chừng phone kêu nha. Đây, có bandit nha, có bandit nha. Bandit nó đặt cắt rồi. Từ từ, khoan đi, phone đi. Để em coi cam. Canh nha, coi chừng spot dậy ra nó bắn á. À... Không. Bandit không, có bandit. Không, có bandit, đục đi. Có con castle ngồi ngay chỗ em đặt luôn á. Ê, đi. Có cái thiền. Xem mỗi lần em đặt á, em vừa đặt cái cục kia xong em đặt nốt cái cục của chỗ còn lại luôn. Đặt lần hai cái luôn. Nè, chắc sò spot cho cái nè. Sao bắn mình ghê vậy? Em à? Kiếm chỗ núp đi. Không, em bắn nó trước luôn mà. Nó không đục lỗ mà, không biết đục lỗ. Cắt sò ra nè. Chụp mấy có nổ được đâu. Thằng khùng này bị điên hả? Có ai dám đặt không? Rồi nó vô nó biết trước rồi. Thì Hiếu đặt đi, Hiếu. Canh nha. Coi chừng trên đầu nha. Rồi ra ngoài hết đi, ra ngoài. Bỏ. Em. Huy, bỏ đi Huy. Ra ngoài canh nè. Đừng vô nữa. Đặt được bom rồi. Tao canh ngay chỗ này rồi. Coi chừng canh mấy cửa sổ nha Huy. Canh mấy cửa sổ trên đầu á. Coi chừng nhảy xuống á. Canh cái cửa sổ đằng kia kìa. Mấy cái cửa sổ này nè. Mấy cái cửa sổ trên đầu trên nhảy xuống á. Ý, đâu vậy? Em không cần phải bắn nó đâu, em chỉ cần bắn nó khi nào nó đập thôi. Không cần phải bắn nó đâu. Cứ trốn đi, đưa trốn bằng sau cái tường này nè. Chừng nào nó đập thì không bắn. Đợi thời gian gần ra hết á, nó kiểu gì cũng. Đó, easy. Hay rồi, thắng rồi. Vãi lờ Hiếu. Mém nữa. Mém nữa má, tôi cho nó một viên hết sọt rồi. Vơ lừ. Ê, hình như cầu thang này hình như có thằng hay sao á. Đâu cầu thang nào? Có con đốc á. Nè, cái chỗ tôi xót nè, đúng không? Nghĩa rồi. Nghĩa cái phòng bên tay trái mày á, cái phòng mà có cái cầu thang á, đối diện luôn á, cái phòng đối diện cầu thang á, có con đốc á nha. Phòng ngay đây phải không? Ừ, đúng rồi. Có con đốc thì nó đi hết rồi, hay trong sai còn, trong sai có ai không? Hình như trong sai hết hay gì á. Bandit nè, một thằng nè. Nghe tiếng nãy giờ. Chết mẹ bị spot rồi. Có camera đâu đây nè. Ừ, nó là anh thấy camera mà không thấy nó đến đâu quá. Camera. Ủa, tao đâu nè. Vô đéo được. Tao nói thằng Dog không? Nãy em bandit mà. Ủa, sao bị spot rồi nè. Nó chạy rồi. Không spot hả? Ê, cái camera không thấy ta.
Không thấy ai trong sai vậy? Tôi nghĩ trong sai có mà. Đấy, chị ngân hàng nghĩ đập đầu kìa. Đúng á, nó quay lại với An thì cứu hả? Lầy em luôn. Đâu biết đâu. Lầy luôn á Hiếu. Không, tại anh thấy... Bình thường mà. Anh thấy đéo bình thường tí nào. Chụp ra chết rồi, chụp ra chết rồi. Anh chiến không cần sức. Trong sai á, trong sai, trong sai, trong sai. Trong sai, tao hết máu rồi, trong sai, tao hết máu rồi. Trong sai, đừng sợ khiên. Ủa? Vô luôn, chơi cho nó luôn, em vô nè. Ê! Trời mày. Anh này. Lúc nào, khóc đâu, khóc, ai gì? Ơ, bên phải, ơi, nó đứng ngay nè. Đó, boss, nó chạy ra, nice. Trời ơi, em đang định chạy vô làm mồi nhử. anh đang bắn cái bẫy của con Frost, sợ ai em bèo hay ai nhảy vào chúng mà đang bắn nhắm bụng phát chết cho em luôn. các bạn hãy lưu lại khoảnh khắc này. Được, hiểu là top 9 mạng luôn, lần đầu tiên trong lịch sử 4.400. Lần đầu tiên trong lịch sử 4.400. Ê, em có bom mèo. Có. Trời ơi, đây nè. Đi cộng 9 á. Một là cộng 9. Hai là... Nghĩ mua xe. Đi cộng 9 á. Cộng này hả? Ừ, cộng 9 luôn á. Bãi cái tường, cái tường điện giật bãi cái máy. Mày canh cổng 9 đi nghe. Mày canh nè. Sao tao nghe tiếng trên lầu vậy sao ba? Dưới hầm không có mày ơi. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Spot again, let's spot again. In here, I'm gonna be in here. Đập cửa, có tiếng đập cửa. Dễ hiếp hết hồn hiếp. Tao thấy mày bắn tao đứng tao đợi tao bắn qua. Đó, tú bên kia mà sao quá. Ủa, sao đụng quá nếu có đứa nào đi kìa. Ad nè. Ad cộng 9 kìa hiểu. Thôi, thấy rồi. Hình như trong phòng này vậy. Dám lên không? Đồ má dám đếm ra luôn. Nó rồi. Nhà tắm nè. Nhà tắm à. À chết nè. Ôi, một thằng ở ngoài. Tao biết thằng nào ở ngoài á. Tao đoán không được. Vừa lồn left the game. Hình như ngoài đây. The last. Nghĩa là pha nhìn dao nghĩa. Là pha gì? Ninja. Vơ lơ. Miu vãi lồn, Miu đúng lúc vãi lồn. Ninja là sao? Cái cửa vô, quăng smoke vô, cài Ninja, Ninja Diffuse.
Ninja defuse. 5 seconds. Please, don't blow that other window. I wanna locate it. Location. Tôi có lại đứa nào bang rồi. Ai biết? Anh đi vào hàng kia vậy. Hello, hello. Nó bên đây mà. Con mèo rồi. Valkyrie gọi cam ra ngoài, Rồi bắn sao? Bắn rồi. I shot the Valkyrie cam. Oh, they shot it. Oh. Jaeger. Đục cửa đâu, Béo. Đổ bên. Không, bên đi. I'm going up top. Đục thêm cái nữa, đục hết luôn. Oh, feel. The one's in Japan. Don't say. Go away. Nice. Oh. Eliminated. Friendly mission successful. Ngủ luôn. Hello, em đang coi chuyện. Bye. You have been spotted. Thằng NV này cũng chơi cũng khá. Cách bạn nó đi. Không phải đâu. Mà có lẽ em sẽ cần nhiều hơn như thế. Ngoài nó ở Mỹ mà. Hình như nó server Mỹ. Không mà đánh server Mỹ đánh đã hơn server Việt Nam nhiều. Đéo đỡ phải gặp mấy thằng lồn thì mẹ cứ sổ mà nó sổ. Ở Việt Nam có server hả? Ý là được mẹ mình chơi server châu Á nào không nội. Ý là đỡ gặp mấy thằng lồn. Làm gì em đâu? Mày phải nói server châu Á. Mày nói làm gì em? Mày không biết cốc này hả? Cốc này mày chạy ra mày bắn cái là được mà. Ồ. Nhưng mà cái đó đặt bom nó mới đã mà bom. Mấy mốt em đặt bom ở cái map này nè, thì mẹ quả bom nó nằm ngay đây nè, má đã lắm ba. Em canh cái em dạ, dùng. Mày biết. Em dùng cái lỗ đó em canh thì mẹ đéo thằng nào bắn được em á. Mẹ em thấy nó mà nó đâu em không? Mà bom bốn cái map này nếu mà em cầm Valkyrie anh chỉ ở chỗ trời, nhìn một lần hai chỗ luôn. Ê, cho lòng ba đây, đây, spot này, một thằng như đó này, Ôi! Coi chừng nha. Đồ má thằng Bill. Coi nè, ê. Có thằng Bill trong. Có thằng Bill trong trọng đó coi. Thấy mình rồi đó. Đến, leo lên cái này. Nó bắn anh. Quá luôn. Má dư nông cho tay hay luôn. Này. Căng. Ơi anh vừa mới thấy một thằng ở đây nè. Em đang canh bên này nè. Hay không? Má. Nice, dư nông cái tay hay luôn. Còn camera. Nó này. Ê, chạy đây. Anh vừa mới bắn không thấy hả? Ủa cái gì vậy? Cái đó là gì vậy? Cái cục của Ash anh vừa mới bắn tức thì em không thấy hả? Không. Bắt đầu rồi. Nha. Bị móc, nó móc quá. Tôi cuộc nó bỏ sai đi hết rồi. Đây. Này ngay chỗ chỗ nè. Tại sao biết
trong sai luôn. Còn thằng trong sai cuối luôn. Hay là chạy ra ngoài, em nghe tiếng chạy ra ngoài là phải mà. Đây nè, đây nè, cửa này nè, cửa này nè. Tao bắn nó gần chết rồi. Ừ. Má nó bắn tao chết luôn mày. Nice, nice. Tao bắn nó vậy mà nó chết mày. Bắn luôn ngay cầu hang á. Ok. Chạy. Rip, rip hiếu rồi. Vô luôn đi ba, nó thấy mày rồi. Trừ khi mày pro cân ba thôi. Ai biết được nãy thiếu cân ba ba. Chạy xuống dưới rồi, chạy xuống dưới rồi. Chị chân nó kìa hiếu. Cái bậy dưới mặt mày á, có cái chân đó kìa. Hồi đó cái chân nó, ê quậy, ừ. Cái chân này đó, cái... đó. Bình tĩnh không nổi. Đục lỗ bắn đi. Hình như nó gục là phải mà. Nghe tiếng đi không rồi. Nó chạy sau lưng không á. Má tự nhiên bị ăn đạn nãy. Đó, nó đập cái hát này kìa. Cầu thang bên phải, cầu thang, cầu thang. Đó, biết ngay. Nó hù không thôi. Đeo tai nghe vô đi em rồi. Đeo tai nghe mà ba. Có drone không? Có drone không? Mình tỉnh đi, mình tỉnh đi, mình tỉnh đi. Thả drone đi. Hết mẹ drone rồi. Rồi, nó trồng xài á, nó trồng xài á, nó trồng xài á. Nghe tiếng rồi, nghe tiếng rồi. Bên phải, 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 phải. Góc phải luôn á, góc phải luôn á. Đó. Hi. Wow, nice job, guys. You just fucking beautiful. I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done. And I'm cursed by every day. Till my time is gone. I've never felt this way before.